Đây chắc chắn là cái món đồ mà dù cho chúng ta có đối xử như thế nào với nó, như là tôi đang nựng cái đầu của nó nè, thì nó vẫn chỉ nói một câu thôi à. Đây tiếp tục là một trong những cái món đồ vô tri mà tôi đang sở hữu. Nhưng mà đây không hẳn là vô tri đâu nha, có tác dụng đem đến niềm vui rất là lớn cho mấy đứa giống như tôi nha. Em ơi, thì móc khóa có đèn soi chỉ bằng cốc trà sữa. Đồ chơi mắt to biết nói I love you, sao lại hot thế? Các bạn thấy món đồ chơi này có dễ thương không? Chỉ với một sản phẩm này thôi mà có shop họ bán tới gần 11.000 sản phẩm, ở mức giá là khoảng hơn 40.000 một sản phẩm. Giá sản phẩm ở shop này thì có thể nói là cao hơn ở một số shop khác, nhưng lượng đơn đặt hàng và lượng phản hồi tốt thì cực kỳ nhiều. Để đặt hàng sản phẩm này thì bạn hãy nhấn vào giỏ hàng ở góc trái màn hình nhé.